Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Anh Giao Hàng May Mắn. Thì trong năm vừa rồi, năm 2023 và qua Tết năm 2024 thì mình có làm hai cái video về cái nội dung đó là hướng dẫn thao tác khi làm shipper giao tiết kiệm và hướng dẫn xin việc vào làm shipper ở giao hàng tiết kiệm. Thì mình rất là vui khi hai video này nhận được rất là nhiều cái comment đặt câu hỏi về vấn đề là xin việc vào làm ở giao hàng tiết kiệm và cách làm shipper ở giao hàng tiết kiệm. Thì trong video này mình sẽ cố gắng trả lời một vài những cái câu hỏi nó mang cái tính chung chung á, để mọi người nắm rõ hơn cái cách để xin vào làm shipper ở giao hàng tiết kiệm, để làm một cái nghề hoặc là một trải nghiệm nhưng mà có thể đảm bảo thu nhập và nuôi sống bản thân và gia đình. Thì rất vui là video của mình đã mang lại những cái điều có ích cho mấy bạn, và khi mấy bạn đặt câu hỏi thì trong cái video này mình sẽ cố gắng trả lời và cập nhật những cái thông tin mới nhất khi các bạn xin việc vào giao hàng tiết kiệm làm shipper tính đến tháng 3 năm 2024. Rồi thì cái câu hỏi đầu tiên á, đó là có một bạn, một vài bạn hỏi là khi mình phỏng vấn xong thì chờ tầm khoảng một tuần mà chưa thấy được gọi đi làm. Thì mình sẽ trả lời cho thực tế là như vậy ha. Khi các bạn đến bưu cục, mấy bạn để lại thông tin thì các bạn nhân viên bưu cục sẽ dùng cái số điện thoại đó gọi cho các bạn đến phỏng vấn. Nhưng mà trước khi được phỏng vấn thì các bạn sẽ phải kiểm tra thông tin tín dụng, tức là xem coi mấy bạn có bị nợ xấu hay không. Thì sẽ có một cái app đó tên là app tín dụng CIC, và khi các bạn kiểm tra ra các bạn không có nợ xấu thì các bạn sẽ phỏng vấn. Thì phỏng vấn lần trước mình nói là khá là dễ, tại vì cơ bản là các bạn chỉ cần thể hiện là các bạn muốn làm shipper và có khả năng giao tiếp như một người bình thường thì và đủ cái điều kiện thì bạn sẽ được nhận thôi, sẽ được phỏng vấn đậu. Tuy nhiên thì nếu các bạn phỏng vấn đậu rồi thì các bạn cũng phải chờ xem là ở bên bộ phận nhân sự người ta có việc hay không. Khi phỏng vấn đậu rồi thì thường mấy bạn sẽ chờ trong vòng khoảng một tuần cho đến nửa tháng để chờ kết quả. Thì mấy bạn biết rằng như vậy nè, sẽ có những cái bưu cục, cái nhu cầu của người ta cần tuyển một người, hai người, ba người, bốn người tùy theo cái khu vực đó đang thiếu bao nhiêu người. Thì có thể cái trường hợp của bạn á, là bưu cục của bạn đang thiếu có một người thôi, nhưng mà người ta phỏng vấn cùng một lúc là hai ba người thì người ta đã nhận cái người mà đáp ứng nhu cầu của người ta. Có thể là cái bạn kia lanh hơn, hoặc là cái bạn kia như thế nào đó phù hợp với bưu cục hơn, hoặc là đã từng có kinh nghiệm chạy shipper giao hàng rồi, hoặc là như thế nào đó thì người bưu cục nhận cái bạn kia không nhận bạn. Nên là cho dù bạn có phỏng vấn xong rồi nhưng mà ở bưu cục không gọi thì thông tin của bạn vẫn còn lưu ở đó, và nếu khi nào người ta cần tuyển thêm thì người ta sẽ gọi bạn tiếp. Và trong cái khoảng thời gian ngắn, ví dụ như 1-2 tháng sau mà bưu cục gọi lại bạn thì bạn nói là cách đây 1-2 tháng mình có phỏng vấn rồi, thì người ta sẽ phỏng vấn nhanh lại, và nếu được thì bạn sẽ được đi làm đó. Thì trả lời với bạn là có khả năng các bạn phỏng vấn xong nhưng mà bạn sẽ không được nhận làm, tại vì người ta đã đủ người rồi, người ta đã nhận người khác rồi đó. Rồi một cái câu hỏi thứ hai, mà cái câu hỏi này mình biết là bạn này đã từng làm hoặc là có người trong gia đình hoặc là bạn bè gì làm giao hàng tiết kiệm. Bạn hỏi là khi mà đi giao hàng á, có cần phải bắn tiền vào app để đi giao hàng không? Trước khi giao hàng có cần phải bắn tiền vào app không? Thì có hai lý do. Vào năm rồi á, năm 2023, giao hàng tiết kiệm có ra một cái thông báo là sẽ kiểm tra thông tin tín dụng của toàn bộ shipper giao hàng tiết kiệm đang làm, và nếu ai có tín dụng xấu thì phải ứng tiền trước khi đi giao. Thì hiểu là các bạn đi giao tầm khoảng bao nhiêu đơn trong một buổi sáng thì những đơn đó tổng giá tiền là bao nhiêu thì mấy bạn sẽ phải bắn tiền vào app bằng với giá tiền hàng thì mấy bạn mới được đi giao. Có thể sáng mấy bạn giao tầm 15 triệu, tức là khoảng 5-60 cục, 7-80 cục hàng gì đó xuất vào app các bạn mà tổng giá tiền là 15 triệu thì mấy bạn phải có 15 triệu và bắn vào app trước rồi mới được xuất hàng đi giao. Đó là vào năm rồi. Tuy nhiên, còn nếu bạn là một shipper mới nhận việc sau Tết năm 2024 thì chắc chắn các bạn đã phải kiểm tra thông tin tín dụng trước rồi mới được nhận vào làm. Thì khi bạn không có nợ xấu thì các bạn sẽ không phải bắn tiền vào app trước khi đi giao hàng. Hoặc là có thể cái câu hỏi này được hiểu theo nghĩa là bạn biết là trước đây là Grab á, thì sẽ ứng tiền trước rồi giao hàng cho khách rồi thu tiền lại. Tuy nhiên Grab thì người ta chỉ ứng có một đơn, người ta giao có một đơn thôi. Còn đối với giao hàng tiết kiệm á, mà nếu mấy bạn sẽ ứng tiền á
bị nợ xấu mà ứng tiền thì bạn sẽ phải ứng tất cả số đơn xuất vào app vào buổi sáng và vào buổi chiều, thì nó tầm khoảng mười mấy 20 triệu là chuyện bình thường. Nên là câu trả lời là nếu các bạn không có nợ xấu mà các bạn được nhận việc sau Tết thì các bạn sẽ không phải bắn tiền vào app rồi mới được đi giao hàng. Rồi câu hỏi thứ ba mình nhận được đó là làm sao khi nhận việc xong thì mình được chạy tuyến cố định. Thì thực tế nó là như vậy nè, khi các bạn nhận việc vào một bưu cục và mấy bạn là một người mới thì mấy bạn sẽ theo cái sự sắp xếp của nhân viên bưu cục ở đó. Thì nếu mà tuyến đó thiếu người thì bạn sẽ được xếp vào cái tuyến đó để giao. Tuy nhiên sẽ có những cái bưu cục bị thiếu rất là nhiều người, thì bạn là người mới thì bạn sẽ phải chạy nhiều tuyến, tức là ngày nào thiếu tuyến nào thì bạn sẽ được nhân viên bưu cục xếp vào chạy tuyến đó. Thì được hiểu là chạy nhiều tuyến thì mỗi ngày bạn sẽ chạy một khu, bạn sẽ lâu quen với khách hàng ở khu đó hơn. Thì lúc nào cũng vậy, khi bạn chạy tuyến cố định thì bạn sẽ rành đường nhanh hơn nè, bạn sẽ quen khách nhanh hơn và công việc của bạn nó thuận lợi hơn. Thì cái này là gần như là hên xui thôi, thì cái bưu cục của bạn nó ổn định thì những cái người cũ người ta đã ôm những cái tuyến cố định rồi, thì khi bạn vào bạn là người mới thì thiếu một tuyến thì bạn sẽ là chạy tuyến cố định đó. Còn nếu bạn vào cái bưu cục mà thiếu nhiều tuyến, thiếu nhiều người thì bạn sẽ phải chạy lắp tuyến cho người này cho người kia. Và thêm một cái nữa là một tuần bạn sẽ được nghỉ một ngày và những người khác cũng được nghỉ một ngày. Thì nếu mà vào cái ngày nghỉ thì hàng ai sẽ chạy, thì cái người ở tuyến kế bên sẽ phải chạy tuyến của họ và chạy luôn cái tuyến của người nghỉ ở kế bên. Thì ngày bạn nghỉ người khác cũng sẽ chạy tuyến của họ và chạy luôn tuyến của bạn. Đó là cái giống như là làm dần công vậy đó. Thì cái đó là sẽ do sự sắp xếp của nhân viên bưu cục. Tuy nhiên thì để mà xin vào tuyến cố định thì cũng phụ thuộc vào cái tình hình của kho. Rồi và câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi mà tôi nghĩ là các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là lương được tính như thế nào. Bây giờ tôi sẽ nói cơ bản dễ hiểu nhất cho các bạn hiểu là lương shipper dành tiết kiệm được tính như thế nào ha. Nó sẽ có hai phần, một là lương cứng và hai là lương năng suất. Lương cứng thì tính theo mức đóng bảo hiểm xã hội của cái bưu cục nằm ở cái huyện đó, ở cái khu vực đó đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu thì bạn lãnh lương cứng bao nhiêu. Và nó có 4 mức. Một mức là 3,2 triệu, rồi một mức là 3,8 triệu, mức tiếp theo là 4,3 triệu và mức tiếp theo là 4,9 triệu. Thì tùy theo bạn ở cái huyện nào hay là bạn ở cái quận nào, thành phố nào thì sẽ lãnh lương cứng theo cái mức đóng bảo hiểm của cái địa phương đó. Rồi đó là phần lương cứng, nó tầm khoảng 3 triệu mấy đến 4 triệu mấy một tháng. Còn thứ hai là phần lương năng suất, thì cái này gần như là làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thì lương năng suất nó sẽ có hai yếu tố để tạo nên. Một cái đơn giá của một đơn, gọi là đơn giá của một đơn trong một ngày, có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là điểm đến, tức là khi mà đi giao hàng sẽ dùng app và app đó nó sẽ bật định vị và nó lưu lại cái điểm đến khi bạn thao tác đơn hàng thành công, hoặc là bạn thao tác đơn hàng khách hẹn, hoặc là bạn thao tác đơn hàng quỷ trả gì cho shop. Thì mỗi khi bạn thao tác, bạn đứng ở đâu thì đơn hàng đó app sẽ lưu cái điểm đến đó và nó sẽ tính ra trong một ngày bạn ra bao nhiêu cái điểm đến. Rồi đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai tạo nên đơn giá của một ngày, của một đơn trong một ngày, đó là khoảng cách từ kho cho đến cái điểm đến. Thì nếu mà bạn đi càng xa thì khoảng cách nó sẽ ra km càng cao, còn nếu bạn đi càng gần thì khoảng cách nó sẽ ra km càng thấp. Thì đó là yếu tố thứ hai. Thì sẽ có một cái bảng tham chiếu ví dụ thực tế nè. Ví dụ ngày đó bạn ra được 60 cái điểm đến, bạn đi giao hàng và app nó ghi nhận 60 cái điểm đến, và mỗi điểm đến app nó ghi nhận trung bình là khoảng 3 cây số, thì nó sẽ tính như thế nào đó tôi không biết, nhưng mà nó tính ra ví dụ hai con số đó thì đơn giá của ngày hôm đó, tức là một đơn bạn sẽ được 5,000 đó. Ví dụ ha, chứ tôi nó không chính xác, nó sẽ có cách tính ở trên app. Thì khi mà có hai yếu tố đó rồi thì nó sẽ ra đơn giá khoảng 5,000, 6,000, 7,000 hay là 4,000 gì đó, tùy theo cái số liệu trên app mà bạn làm trong ngày hôm đó. Thì khi đã ra được đơn giá thì sẽ lấy cái đơn giá của đó nhân với hệ số của từng đơn. Hệ số của từng đơn là sao? Ví dụ đơn lớn thì sẽ nhân hệ số là 1,5. Ví dụ đơn giá là 5,000 mà nhân 1,5 thì sẽ ra đơn đó bằng được 7,500. Còn đơn nhỏ thì sẽ lấy hệ số nhân 0,9 chẳng hạn. Nếu đơn giá là 5,000 mà nhân 0,9 thì nó sẽ ra 4,500 đơn. Thì bạn sẽ cộng tất cả những cái giá tiền đó lại thì nó sẽ ra cái thu nhập, gọi là cái tiền lương năng suất trong ngày hôm đó. Thì nếu mà ngày hôm đó bạn giao 5,000 đơn mà giao tầm khoảng 50 đơn thì ngày hôm đó bạn sẽ có 250 tiền lương cứng cộng với tiền 250 tiền lương năng suất
cộng với tiền lương cứng nữa. Thì giống như cái clip trước tôi nói, thì làm shipper nếu mà đầu tiên vô thu nhập của bạn sẽ khoảng tầm 7-8 triệu, khi bạn đã quen hơn đường chốt rồi thì thu nhập sẽ lên khoảng 10-12 triệu, và khi bạn đã nắm vững cái khu vực của bạn, bạn đã quen với khách hàng thì thu nhập tầm 10-12-15 triệu là chuyện bình thường rồi. Cái phần cuối trong video, sau phần trả lời câu hỏi, thì mình sẽ kể về một cái nhóm khách để cho những anh em shipper mới nếu mà có gặp thì biết cách để mà xử lý. Đây là cái nhóm khách gọi là người lớn tuổi. Người lớn tuổi đặt hàng và kiểm hàng rất là kỹ, và đặt hàng xong thì hay tìm những cái cách để mà chê hoặc là không nhận hàng, và khi đã không nhận hàng thì sẽ không trả ship đó. Thì dấu hiệu nhận biết đó là những cái cô chú lớn tuổi và người ta kiểm hàng rất là kỹ. Những cái sản phẩm người ta thường mua thường đó là thuốc nè, những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe, và tiếp theo đó sẽ là quần áo, và cuối cùng đó là những cái loại đồ phong thủy hoặc là những cái loại đồ gia dụng. Thì khi các bạn gặp những cái nhóm khách này, các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian cho một đơn hàng, thậm chí là tốn rất nhiều ngày cho một đơn hàng. Tại vì khách này sẽ thường hẹn, nếu mà không có nhà thì sẽ hẹn, chứ không có tìm cách để hỗ trợ shipper nhận hàng liền. Còn khi mà đã gặp được khách hàng rồi thì khách hàng sẽ yêu cầu là phải kiểm tra hàng, thử hàng. Đối với thuốc hay là những cái như mà liên quan đến sức khỏe thì người ta sẽ đọc kỹ rồi hướng dẫn sử dụng, rồi sẽ đọc kỹ ngày sản xuất, rồi so sánh giữa cái hình lúc quảng cáo với cái hình sản phẩm khi nhận được, rồi coi tem mạc, rồi đòi khui hàng ra kiểm xem thuốc ở bên trong như thế nào, xem mỹ phẩm ở bên trong như thế nào đó. Đó là những người lớn tuổi khi mà người ta đặt những cái hàng liên quan đến thuốc và sức khỏe. Còn đối với quần áo thì sẽ kiểm tra chất liệu vải, rồi kiểm tra đường may, rồi có khả năng là người ta sẽ chê hoặc là người ta sẽ trả giá. Đó, đối với những cô chú lớn tuổi, những cô chú lớn tuổi thì hay mua là áo sơ mi, lấy mấy loại mà dài dài mà chạy quảng cáo đó, hoặc là hay mua những cái đồ pyjama hoặc là đồ bộ mà dạng dài dài mà rẻ rẻ đó, xong rồi về chê chất lượng kém, mà đã chê rồi sẽ không lấy, không trả tiền ship. Thì chỗ này tâm lý của shipper lâu năm là người ta xem như bỏ đơn hàng này, được không được thì thôi, cố gắng giao cho xong. Tức là các cô chú đó muốn gì thì hỗ trợ và làm cho cái đơn hàng đó càng nhanh càng tốt, coi như là bỏ đơn đó, được không được thì thôi, bỏ công bỏ thời gian đối với đơn đó không tính, và đặc biệt là không cằn nhằn, không hối thúc. Nếu các bạn đã bị mất cái thiện cảm đối với những cái cô chú này rồi thì gần như là những lần sau những cái đơn của những cô chú đó về khu vực đó nữa là bạn sẽ không giao được luôn. Người ta ghét á, người ta làm khó lắm. Thì đối với shipper lâu năm thì người ta sẽ biết là gần như là bỏ những đơn này, cố gắng làm cho nó xong để đi giao những cái đơn khác kiếm tiền đó. Thì các bạn cứ để ý là những shipper mới nếu mà có gặp những cái trường hợp này thì cố gắng bình tĩnh, không có nặng lời, không có hối thúc, hoặc cũng đừng có mà tỏ thái độ. Cứ xem như đơn này là ngày đó mình gặp xui đi, mình đừng có trách móc gì hết, mình cứ bỏ cho nó trôi đi. Nhưng mà đối với shipper lâu năm thì những cái chuyện này là gặp bình thường và xử lý nó cũng nhanh lắm. Nói chung là mình nói vô cho người ta lấy, còn người ta không lấy thì mình bàn ra cho người ta trả đơn luôn cho nó xong, mình đi giao chỗ khác để mà tiết kiệm được thời gian. Rồi thì video cũng đã dài, và mình mong là những cái nội dung mình chia sẻ trong video này sẽ giúp ích cho các bạn. Và cuối cùng chúc các bạn xem video thật vui vẻ, và có sau này nếu mà có cơ hội sẽ được làm đồng nghiệp cùng với mình trong công việc.